Thưa quý vị, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Tính đến nay, cả nước đã hoàn thành xây dựng 195.000 căn nhà ở xã hội và có khoảng 374.000 căn đã được chấp thuận đầu tư, khởi công và cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số hạn chế. Trong đó phải kể đến việc nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Hầu hết các địa phương không đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đặt ra. Giá nhà ở xã hội cao so với thu nhập của đối tượng thụ hưởng. Tỷ lệ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, khu vực đô thị thấp. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các chương trình tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội còn thấp, chưa huy động được mạnh mẽ nguồn lực xã hội tham gia. Vậy làm thế nào để các chính sách mới về nhà ở xã hội thực sự đi vào cuộc sống? Đây cũng là nội dung chính trong chương trình Việt Nam Hội Nhập ngày hôm nay của chúng tôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khái niệm về nhà ở xã hội lần đầu tiên xuất hiện chính thức trong văn bản pháp luật là Luật Nhà ở năm 2005. Nhà ở do nhà nước hoặc tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng để cho các đối tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của luật này thuê hoặc thuê mua. Còn theo Luật Nhà ở năm 2014, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Như vậy, nhà ở xã hội là nhà ở được nhà nước ưu tiên đáp ứng cho 10 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm đối tượng có số lượng lớn nhất, đó là hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại các khu vực nông thôn, người thu nhập thấp, hộ nghèo và cận nghèo tại các khu đô thị, người lao động đang làm việc trong và ngoài khu công nghiệp, cán bộ, công chức và sinh viên, viên chức, học sinh và sinh viên. Chính sách phát triển nhà ở có thể coi là hành động của chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu về nhà ở, giải quyết vấn đề vô gia cư và cải thiện chất lượng nhà ở. Nói cách khác, chính sách nhà ở cũng có thể được hiểu là sự can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực nhà ở cho người dân. Kể từ khi mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng đã đưa ra một cái đề án liên quan đến 1 triệu cái căn nhà xã hội tiến tới ít nhất là như vậy. Thế thì cái việc đó nó tạo một cái động lực để mà phát triển, thúc đẩy cái phân khúc liên quan đến cái nhà xã hội. Hiện nay theo thống kê của Bộ Xây dựng ấy, thì là kể từ năm 2021 đến nay thì có khoảng 412 cái dự án nhà xã hội, và trong cái đó thì có khoảng là 47.000 cái căn nhà xã hội cũng sẽ tiến tới là đăng ký và hoàn thành đúng tiến độ. Thế thì ở đây có rõ ràng đây với cái mục tiêu là phát triển về phân khúc nhà xã hội cũng như là cái việc ban hành mới liên quan đến các luật nhà ở và kinh doanh bất động sản, luật đất đai cộng với khoảng 16 các nghị định hướng dẫn thi hành, thì rõ ràng ở đây chúng ta đang kỳ vọng là với khung pháp lý mới sửa đổi bổ sung so với trước cũng sẽ tạo nên được một cái hành lang pháp lý và thuận lợi hơn cho cái phân khúc của nhà xã hội. Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho người dân, tháng 5 vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị 34 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Chỉ thị 34 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp tại các khu vực đô thị. Hiện, Bộ Xây dựng đã tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó có dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Mục đích là nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tại tọa đàm Phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh chính sách mới do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức mới đây, chuyên gia nhận định Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 và Nghị định 100 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với nhiều điểm mới đã cơ bản tháo gỡ các nút thắt, giúp khắc phục và hạn chế bất cập trong thực tiễn phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thứ nhất là nó liên quan tới cái thời gian. Vì với hiện nay thì cái thời gian để mà trình tự mà khi mà doanh nghiệp đã có đất sạch rồi và được thiết kế, được xây dựng và được lập giá bán thì nó ngắn hơn nhiều. Điều đó là cái chi phí vốn của doanh nghiệp đó, nó sẽ rẻ hơn nhiều. về chi phí vốn của doanh nghiệp khi trong quá trình mà thực hiện thủ tục, nếu thời gian càng ngắn thì chi phí vốn và các chi phí quản lý doanh nghiệp nó sẽ giảm đi nhiều. Cái thứ hai là trước đây thì quy định là cứ tỷ lệ 100% thì 60% là được bán nhà ở xã hội, 20% là được bán nhà ở thương mại và 20% là nhà ở cho thuê. Thì chính cái 20% nhà ở cho thuê này nó làm cho cái chi phí doanh nghiệp đổi lên rất cao. Vì 20% này trong tổng số dự án thì nó làm cái nguồn vốn doanh nghiệp không xoay được. Tuy nhiên, để giúp doanh nghiệp có khả năng làm được nhà ở xã hội, ông Tuấn cho rằng cần một chính sách lớn hơn giúp doanh nghiệp vay vốn. Lãi suất dành cho nhà ở xã hội như hiện nay là chấp nhận được, nhưng ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay. Đến tháng 8 này thì iBank vẫn hiện đang là ngân hàng tiên phong và dẫn đầu trong vấn đề triển khai các dự án. Chúng tôi đã phê duyệt được 13 dự án nhà xã hội với tổng mức phê duyệt, số tiền phê duyệt lên đến trên 3.000 tỷ đồng trong năm 2024 này, 2025 thì có thể lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Trước đây nhiều khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện, vậy thì bây giờ chúng ta đã nới ra được, thì ngân hàng rất quan tâm đến cái nguồn cung của dự án. Chúng tôi thực sự là các ngân hàng, 4 ngân hàng như vậy không phải là triển khai chậm, mà chúng tôi thiếu các dự án, vướng mắc trong quá trình thủ tục dự án. Thứ hai là cái khách hàng là không đủ điều kiện, hạn chế điều kiện, không mở rộng điều kiện, và như vậy đến bây giờ chúng ta khắc phục mở rộng điều kiện cho vay. Cái thứ ba đó là cái thủ tục rút ngắn thủ tục hành chính khi mà liên quan đến cái dự án, tính pháp lý của dự án cũng như quy trình phê duyệt. Đánh giá về những tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nhà ở xã hội, các chuyên gia cho rằng tiếp cận đất đai, quỹ để phát triển nhà ở xã hội trước đây quy định cứng, nhưng hiện nay đã quy định linh hoạt hơn. Việc tháo gỡ như thế thì nguồn lực, điều kiện tiếp cận, cơ hội phát triển nhà ở xã hội đã được mở rộng ra. Các dự án nhà ở xã hội sẽ tiếp cận nhanh hơn với các chính sách. Điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa các chính sách, quy định mới này đi vào cuộc sống. Bây giờ đối với cả hình thức mua và thuê mua là chúng ta chỉ phải đáp ứng 2 điều kiện là điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập. Còn đối với cả cái điều kiện, đối với cả cái trường hợp đi thuê ấy, thì chúng ta chỉ cần là một trong 11 cái nhóm đối tượng hộ gia đình cá nhân quy định ở điều 76 của luật nhà ở năm 2023 là chúng ta đủ điều kiện để đi thuê. Không phải đáp ứng điều kiện về thu nhập, không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở đối với các cái trường hợp đi thuê nhà ở xã hội nữa. Ngay cái thủ tục trước đến rất vô lý là nhà ở xã hội thì không phải nộp tiền. Thế nhưng mà không nộp tiền thì phải làm thủ tục để không nộp tiền. Là cả vấn đề. Là cả vấn đề. Đấy, bây giờ đương nhiên rồi. Quy định rất rõ ràng là anh đương nhiên. Anh coi những đối tượng miễn là đương nhiên là miễn, không tội làm tội gì. Tôi anh dùng thế. Thì như vậy ở đây gần như những cái gì đó là vướng thì tôi nghĩ rằng đã được. Và chính vì vướng nữa như thế ngay kể cả cái chuyện là cái quỹ mà 2% của các cái dự án nhà thương mại ấy, đúng không ạ, 2% đấy. Và thì trước đây là gần như là gì cũng quy định cứng của nó là gì là anh phát triển ở xã hội thì bây giờ là cũng cho phép được lựa chọn là anh phát triển nhà xã hội cũng được, không thì thôi ông chuyển thì tiền, đúng không ạ, nộp vào để lấy cái tiền đấy phát triển nhà xã hội khác. Tôi nghĩ rằng đấy là như rất là linh hoạt. Đấy, thì như vậy đã gỡ được nhiều cái vướng. Thì đây là điểm thứ nhất tôi cho rằng là đánh giá cao và kỳ vọng rằng là với cái gỡ như thế thì cái nguồn lực hay là cái điều kiện tiếp cận những cơ hội phát triển nhà ở sẽ được mở ra, và như vậy thì các cái dự án nhà xã hội cơ đây có thể nó sẽ tiếp cận được nhiều hơn, thời gian cũng sẽ nhanh hơn. Tôi cho rằng đấy là một yếu tố và rất là đánh giá cao. Tại kỳ họp vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2024. Trong đó, với nhà ở xã hội, mục đích giám sát là đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, không chỉ xác định các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Cuộc giám sát còn nhằm rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Và đến đây chương trình Việt Nam Hội Nhập xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.